với các bạn này, tớ không làm gì ở trong nhà cả. Có mấy thành phần sọ đen nó gọi điện thoại trong não, cái thằng Peter nó đầu thai vào nhà tớ, xong bây giờ nó đi cặp với mấy con cape rồi đấy. Nó cứ đi ngừng ngủ với mấy gái, xong nó về nhà nó quậy phá, nó bảo rằng là người quen. Xong nhà có chữ ba này tên của tớ, xong bây giờ nó nhận nhà của nó. Xong tớ đi ở ngoài đường có cái phòng ngủ, xong nó bảo nó quậy phá, xong nó địch nhau mấy phò, xong nó ăn nằm với nhau, xong nó bắt tớ đi làm kiếm tiền nuôi nó các bạn ạ. Địt mẹ nhà nó, mẹ thì không phải thì gì không. Nó đầu thai vào tớ để hiếp dâm, xong bây giờ nó đi địch nhau mấy con đi tuổi bằng 100 tuổi bằng tuổi cụ của nó đấy. Thế xong bây giờ nó ăn nằm với nhau, xong tớ ở nhà với chồng tớ thì nó về nó quậy phá. Còn mấy thành phần sọ đen nó ngủ với nhau, xong nó mang mấy con phò của nó dẫn để đặt đồ trước mặt, nghĩa là nó dẫn lên trước mặt tớ, xong nó ngủ với nhau, xong nó cùng quậy phá, nó bảo cho mấy con điếm của nó vào nhà cướp đồ của tớ các bạn ạ, trong khi tớ chẳng quen biết chẳng hoa hàng gì nó cả, không nợ nần gì còn chúng nó, xong nó vào nó cướp đồ của tớ như qua Hải Dương đấy, tớ đi hát xong vào nó chấn hết van đi của túi sách quần áo của tớ lưu diễn mấy trăm triệu, xong nó vào nó quậy phá, xong ở nhà tớ cứ ngủ, xong nó cho người lễ tân khách sạn hoặc là gì nên quậy phá tớ lúc tớ đang lau dọn hoặc là đang ở trong nhà dùng sử dụng các dịch vụ vệ sinh như tắm giặt các kiểu đến vào quậy phá tớ các bạn ạ, xong nó địt nhau, nó bảo tao đi mày để cho vợ tao đi ngủ ở tiên giới để nằm phò để kiếm tiền các này kia các bạn ạ.